Mình đã sinh tồn 100 ngày trong Minecraft Hexit, nhưng chơi theo tập. Và đây là những gì diễn ra ở tập 1. Ở ngày đầu tiên, mình bắt đầu phát hiện ra một cái dân làng khổng lồ và quyết định đến đó để có thể làm được nhiệm vụ đầu tiên, đó là tạo ra được một bộ giáp nhanh nhất có thể, bởi vì trong Hexit có rất nhiều quái vật. Và đặc biệt, nếu các bạn chơi trong chế độ hardcore, tụi nó sẽ tấn công các bạn liên tục. Ngay sau khi mình vào làng, mình tìm được một căn nhà Blacksmith cộng một bông hoa Hexical Essence. Điều này chứng tỏ mình đang cực kỳ may mắn. Sau đó mình đã chạy vào Blacksmith và thật vui vì ở trong rương này mình tìm được vũ khí sắt và một đôi giày giúp mình có thể tăng được một máu nếu mình mặc nó vào. Tiếp theo, mình đã đi xung quanh ngôi làng để có thể tìm kiếm được đồ ăn và gặp ngay một con slime màu xanh khổng lồ. Nhưng chỉ sau một vài đường chém của mình biết được mình không thể nào đánh được con quái vật này nên mình đã bỏ chạy. Sau khi đi chơi một vài món đồ ở dân làng, mình phát hiện ra có một ngôi nhà đặt rất là nhiều những cái block sắt ở bên ngoài. Thế nên mình đã làm nghĩa vụ lấy tất cả những cái block sắt này và chế tạo ra được một bộ giáp cho mình. Và ngoài ra, mình cũng đã tìm được một cái nhiệm vụ tiền thưởng rằng nếu mình có thể giết được 6 con nhện và có được 9 cái da bò thì mình sẽ đổi ra được 33 ổ bánh mì và nó sẽ giải quyết được nhu cầu lương thực của mình. Bắt đầu ngày thứ hai bằng việc mình chạy vào rừng và thấy được một căn nhà rất phù hợp cho việc ở ké, và tình cờ mình đã tìm thấy được tòa tháp golem đầu tiên nằm ở trên bản đồ của mình. Qua ngày 3, mình bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay lập tức, đó là chạy thẳng tới chỗ tòa tháp để đánh nhau với golem và cũng là để hoàn thành nhiệm vụ để có được 33 ổ bánh mì, vì ở tòa tháp này sẽ có khả năng có rất nhiều con nhện ở đây. Mình tới gần tòa tháp và ở tầng đầu tiên mình bắt đầu chiến đấu với con skeleton và con zombie ở tầng này. Thật sự, nếu các bạn chơi ở chế độ hardcore thì nó sẽ rất khó chịu so với chế độ bình thường. Mình gần như liên tục phải ăn để có thể hồi máu và tìm mọi cách để có thể phá được lồng spawn của tụi nó. Và trong lúc đánh nhau với tụi quái vật có rất nhiều những con nhện độc ở tầng phía trên rơi xuống, mình mất máu cực kỳ nhanh. Và đây chỉ mới là tầng đầu tiên. Lên tới tầng thứ hai, mình đã ngay lập tức bị lũ nhện bao vây và nó cho mình ăn độc cực kỳ nhiều. Nhưng may mắn thay, bởi vì đây là trời sáng nên mình có thể nhanh chóng phá được cái lồng spawn này. Nhưng sau đó mình đã nhận ra rằng mình rất khó để có thể chiến đấu được nếu mình đi hết tất cả những cái tầng này. Và mình đã nghĩ ra một cách, mình đã đặt block để có thể đi thẳng lên được tới tầng trên cao để có thể tiêu diệt con golem một cách nhanh chóng để lấy được những cái món đồ xịn của nó. Nhưng sau khi golem đã tự làm nổi tầng trên cùng và bắt đầu rơi xuống ở tầng phía dưới, mình đã nhanh chóng lấy được những cái món đồ xịn nằm ở tầng này. Và may mắn, mình đã tìm được một cái súng với một số viên đạn đang có. Và với cái súng này, mình đã có thể làm cho con golem bị yếu máu rất nhiều. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ. Sau khi mình hết đạn, mình bắt đầu đánh tay đôi với nó. Nhưng con golem này đã cho mình ăn một quả cầu lửa rất mạnh, khiến máu của mình chỉ còn lại một máu. Và đây là lúc mình tìm được một cái cung vô cùng đặc biệt với khả năng triệu hồi được những cái mũi tên bắn vào hướng của mình nhắm tới. Có nghĩa là với chỉ một mũi tên, mình đã có thể bắn được rất nhiều những cái mũi tên khác vào con golem này. Nhưng tưởng chừng như vậy là đủ cho đến khi mình gần như hết sạch mũi tên và con golem đang bắt đầu hồi máu lại. Sau đó mình đã tìm mọi cách để có thể đánh được càng nhiều máu của con golem này. Và may mắn mình đã tìm được một cái góc rất đẹp khiến cho mình không bị quá nhiều sát thương, và mình đã nhân cơ hội này để có thể tiêu diệt được con golem. Sau khi golem chết, mình đã cố lấy tất cả những cái món đồ xịn ở tầng này nhưng không thể, vì gần như bọn quái vật ở tầng này vẫn còn rất đông. Mình chỉ thể lấy được một số viên kim cương còn một số đồ mình đã nhặt được, sau đó phải chạy ra khỏi đây. Qua đến ngày tiếp theo, sau khi về nhà và soạn đồ, mình đã thấy được mình đang giữ một trong những cái kiếm mang tên Great Sword. Đây là cái kiếm có 12 sức mạnh tấn công, gần như là một cái kiếm mạnh nhất trong cái dòng Great Sword này. Và với việc mình muốn thử sức với cái kiếm này, mình đã tò mò đến cái tòa tháp ở dưới lòng đất bên cạnh ngôi nhà, nhưng có vẻ ở đây không đón tiếp mình cho lắm các bạn ạ. Ok, tạm biệt. No. Chúng ta sẽ không vào đó. Trở về mặt đất và mình tìm thấy được một con tàu khổng lồ của bọn cướp biển đang nằm phía trên trời. What? Vậy nên mình đã thử chạy tới đó. Wow. What the heck? Cái này trong Minecraft à? Mong rằng mình có thể tìm được một số khoáng sản gì đó. Nhưng không, một thanh máu của con boss đã xuất hiện. Mình biết được mình không đủ khả năng để có thể đánh được con boss này, nên mình đã quay trở về và bắt đầu chuỗi ngày đi đào khoáng sản của mình. Mục tiêu lần này của mình là sẽ có được một bộ giáp kim cương với nâng cấp bảo vệ cực cao để mình có thể đánh được con boss ở trên cái thuyền này. Sau đó mình đã chế tạo được hai cái ba lô giúp mình có thể mang được nhiều đồ hơn và bắt đầu đi đào khoáng sản. Trong lúc mình đang đi đào kim cương, mình phát hiện ra cái hang mà mình đang đi nó dẫn tới những cái đường hầm phía dưới cái tòa tháp gần nhà, nên mình đã mạo hiểm để đi vào mong rằng sẽ có những cái món đồ xịn ở đây. Nhưng dưới tòa tháp này thì bọn zombie cực kỳ mạnh. Không chỉ có những cái bọn zombie có những cái hiệu ứng đặc biệt mà bọn nó còn được trang bị những bộ giáp và những cái vũ khí, khiến cho mình rất khó để có thể sống sót được trong cái đường hầm này. Và sau đó mình phải bỏ chạy để có thể đi tìm kim cương để hoàn thành được bộ giáp. Khoảng hai giây các bạn vừa xem bằng một tiếng mình đi đào đấy. Sau khi mình đã tìm được 30 viên kim cương ở những cái hang gần đây, mình bắt đầu trở về và tới cái ngôi làng gần nhất để mong rằng có thể lấy được những cái lương thực. Ui, là nó đúng không? Oh yes!
và phát hiện ra được một con tàu cướp biển đang đậu ở gần đây, nên nhanh chóng mình đã chạy tới đó. Sau khi dìu bọn cướp biển ra ngoài, mình nhanh chóng đi vào để có thể tìm được những cái món đồ ở đây, nhưng tụi nó chỉ có thức ăn và không có một chút khách sạn nào. Trên đường từ thuyền chạy về, mình phát hiện một cái cây cổ thụ khổng lồ. Cái cây bự kìa. Và có thể trong tương lai mình sẽ biến cái cây này thành nhà của mình. Các bạn nghĩ sao? Ngày tiếp theo, những cái khi trở về, mình đã lập tức chế tạo ra tủ sách và bàn phù phép. Nhưng mình nhận ra rằng đây không phải là cái bàn phù phép mà mình mong muốn. Và sau khi tìm hiểu, mình đã biết được mình cần phải nâng cấp cái bàn nâng cấp này thành một cái bàn nâng cấp mới, tên là bàn nâng cấp siêu cấp Advancement Enchantment Table. Và để có thể nâng cấp được, mình cần một con mắt Ender. Và để làm được điều đó, mình buộc phải xuống địa ngục. Ngày tiếp theo, mình bắt đầu tạo cổng và đi xuống địa ngục. Và ở đây có những tiếng động cực kỳ lạ. Ôi, what the... May mắn là khi mình đang đánh nhau với bọn nhện quỷ thì có một con chó sói lửa xuất hiện tấn công mình, và ngay lập tức mình đã hạ được nó. Không chỉ thế, nó còn rớt ra được bột quỷ lửa, nên là mình không cần phải tìm con Play mà vẫn có thể chế tạo được con mắt Ender. Ngày tiếp theo, mình trở về và sau khi hoàn thành được cái bàn nâng cấp siêu xịn của mình đã chế tạo ra những cái bộ giáp kim cương với áo giáp và quần được nâng cấp lên bảo vệ 4, còn mũ và giày thì sẽ là bảo vệ 2. Không chỉ thế, kiếm của mình cũng nâng cấp lên được sắc bén 5 cộng với một cuốn sách phù phép là nhạc 2, để khi mình đánh quái vật thì nó có khả năng rớt ra được rất là nhiều những cái món đồ ngon. Và ngày tiếp theo, cuộc hành trình mới bắt đầu. Nếu các bạn đã xem đến đây và các bạn thích series này thì đừng quên ấn cho mình nút đăng ký và nút like. Nó sẽ giúp cho mình có động lực rất là nhiều để có thể ra được những cái tập sau. Và đây cũng là cột mốc kỷ niệm 9 năm làm kênh YouTube của mình, nên hy vọng các bạn sẽ thích nó. Rồi, chiến đấu thôi nào. Mình bắt đầu chạy tới chỗ con tàu và tiêu diệt những bọn cướp biển ở trên con tàu phía dưới và thấy được một cái đường để mình có thể đi lên. Nhưng ngay lập tức có một con boss hải tặc có hiệu ứng đặc biệt xuất hiện. Ngay khi mình đã cố gắng đánh con boss này rơi xuống đất nhưng nó vẫn không chết, và mình đã nhảy xuống theo và cố gắng đánh được nó. Nhưng không chỉ việc nó đang cầm một bộ giáp kim cương mà nó còn có khả năng kéo mình ngược lại. Với cái hiệu ứng mà nó đang có, nó có thể làm cho bộ giáp của mình đang mặc tuột độ bền cực kỳ nhanh. Sau khi mình bị kéo về và bị đánh rất nhiều lần thì bộ giáp của mình đã gần như bị vỡ. Mũ của mình đã vỡ và mình nhanh chóng phải chạy ra khỏi đó nếu mình không muốn mất toàn bộ giáp kim cương này. Nhưng tới đây thì không còn đường lui. Mình quyết định chạy lên tàu và chặn tất cướp biển này lại, sau đó lên cầu thang và tiến về con tàu khổng lồ để có thể tiêu diệt được thuyền trưởng. Nhanh chóng lấy đồ của những cái rương đầu tiên. Tiến vào càng sâu bên trong thì mình càng gặp phải những con cướp biển mặc áo giáp kim cương cực kỳ khó chịu, và nó liên tục cầm súng có thể bắn được mình. Nhưng may mắn là khiên của mình có thể đỡ được đạn của cướp biển. Tiêu diệt được con chùm đầu tiên, mình bắt đầu chạy lên để có thể tìm những cái con còn lại ở phía trên. Tụi cướp biển này có cả hàng chục con đã chờ sẵn bên ngoài, và những tên cướp biển mặc áo giáp thì nó có thể sử dụng súng làm mình mất máu cực kỳ nhanh và phải chạy trốn để hồi máu. Sau khi ăn được quả táo vàng hồi phục, gần như là mình đã không biết mình có cơ hội thắng được trong trận chiến này hay không. Nhưng may mắn đã mỉm cười với mình, bởi vì cây kiếm của mình có looting 2, mình đã tiêu diệt được một con hải tặc và nó rớt cho mình một cây súng. Với những cái viên đạn mà mình đã có được từ những con hải tặc khác, mình đã có khả năng bắn được tụi nó. Và nhờ rất nhiều đạn như vậy, mình đã thừa thắng xông lên với khẩu súng này. Và với cơ hội này, mình đã cùng khẩu súng tiêu diệt gần hết những con cướp biển cùi bắp ở bên ngoài. Nhưng như vậy là chưa đủ, bọn nó đông tới mức mà mình không thể nào đếm được có bao nhiêu con. Và cho đến khi mình gần như hết máu rồi đi vào căn phòng này thì tình hình lúc này lại trở nên khó khăn hơn. Căn phòng mà mình đi vào đó chính là căn phòng của con chùm cuối, và ngay lập tức hai hậu vệ của con chùm này đã tiến gần đến chỗ của mình. Tụi nó mặc hai bộ giáp kim cương. Sau khi hồi máu nhanh chóng, mình đã sử dụng cây súng này để có thể vừa núp vừa bắn được hai tên mặc giáp kim cương. Sau khi mình tiêu diệt được cả hai tên này, mình bắt đầu đánh được tên chùm. Với việc mình vừa di chuyển mình vừa đánh, mình đã nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được bởi vì mình đã kéo được máu của nó rất nhiều, cho tới khi nó bắn được viên đạn lửa vào người của mình. Và không hiểu tại sao, khi ở trên thuyền mình không thể nào đặt được xô nước xuống, nên gần như mình đang rơi vào tình thế khó khăn. Sau khi mình núp và hồi được máu, mình bắt đầu trả đòn lại và lấy khiên đỡ đạn để có thể chém liên tục vào con chùm này, khiến nó mất máu cực kỳ nhanh. Và cho tới khi nó còn 30% máu, nó ra sử dụng một cái kỹ năng khác của nó, đó là rút một con dao có kỹ năng đặc biệt, sau đó tàn hình để có thể đánh được mình. Lúc này gần như tốc độ đánh của nó rất cao, nên là mình cần phải núp lại cho cũ, hồi máu của mình lại. Lúc này gần như tốc độ của nó đã di chuyển rất là cao, nhưng khi nó để cho mình hồi phục kịp được máu thì mình đã trả lại bằng tất cả sức của mình. Mình đã đặt dấu chấm hết cho tên thuyền trưởng này. Yes! Và mình đã chiến thắng. Ngoài con dao của thuyền trưởng, mình đã lấy được khá là nhiều đồ từ phòng của con này và sử dụng kiếm của nó để tiêu diệt hết toàn bộ những con cướp biển còn sống trên thuyền, không chừa bất kỳ con nào còn sót lại. Và đây là kết thúc cho tập 1 của mình. Hy vọng các bạn thích video clip lần này, và nếu các bạn thích video này, hãy để lại video này một like, một đăng ký. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì hẹn các bạn ở tập 2.